Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ là chẳng ai là người không muốn biết trước số mệnh của mình và mong rằng nó tốt đẹp. Làm việc gì cũng được thuận buồm xuôi gió, cuộc sống luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và ấm êm. Không cần bao giờ cần phải lo nghĩ về tiền. Số mệnh con người tốt hay xấu phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác nhau và trong đó thì việc chúng ta cầm tinh con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy thì trong lục thập hóa giáp, con giáp nào được trời định là người tốt số, số trời sinh, mang mệnh phú quý trong tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần? Chỉ cần sống chân thành sẽ được phúc đắc xứng đáng, hưởng cuộc sống thập toàn thập mỹ đủ đầy. Như quý vị đã biết thì cuộc sống con người sợ nhất là cảnh nợ nần, túng thiếu. Tuy nhiên thì mỗi người mỗi hoàn cảnh và buộc họ phải đối diện với cuộc sống mà mình không mong muốn. Trời sinh ra thì ai cũng có vận mệnh riêng và những khó khăn trong cuộc đời chỉ là những thử thách mà ai cũng phải vượt qua. Tử vi số mệnh trong tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần này sẽ có mệnh chủ là số hưởng mặc dù cuộc sống bôn ba vất vả và thậm chí là còn nợ nần túng thiếu trong năm 2021 Tân Sửu, nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió từ tháng 4 âm lịch này. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này trở đi thì sẽ có nhiều quý nhân phù trợ, vì vậy mà tương lai phía trước vô cùng rộng mở. Có thể nói quý mệnh chủ sẽ có được nhà cao, cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối đời. Và hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát đi tìm hiểu về vận trình tuổi Mão trong tháng 4 âm lịch này. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 mệnh Lô Trung Hỏa, sống phóng khoáng, độ lượng, khoan dung hiền hậu với mọi người. Họ thông minh linh hoạt, làm việc nghiêm túc và có tố chất lãnh đạo. Người này có tư duy sáng tạo, cái nhìn độc đáo, biết dùng người tài. Tuy nhiên do mang trong mình lý tưởng cao xa, tham vọng quá lớn, lại luôn thích làm người chỉ huy, nên Đinh Mão sinh năm 1987 khiến người khác có ấn tượng khá kiêu căng và tự đại. Ngoài ra theo phong thủy lộc tài, họ còn thích sử dụng sức ảnh hưởng của mình đối với số đông, dùng cách khơi gợi sự cổ vũ để giúp đỡ bản thân đạt được mục tiêu, nên có thể khiến cho những người xung quanh cảm thấy áp lực và nặng nề. Khi làm việc, họ tỏ rõ mình là một người lý trí và bình tĩnh, tự rèn luyện cho mình khả năng học hỏi và ghi nhớ từ kinh nghiệm của người đi trước. Rất nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, không có suy nghĩ lười biếng hay đi đường tắt. Trong tháng 4 âm lịch, vận thế của những người tuổi Đinh Mão bình ổn, bạn sẽ đón khá nhiều cơ hội và thách thức. Cơ hội phát triển tăng lên đi kèm chính là thách thức và áp lực, đòi hỏi tâm lý phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó với mọi biến động có thể xảy tới, từ đó gặt hái được thành công như mong đợi. Tuy nhiên, tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến sự nghiệp của con giáp này. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn không mong muốn, bản mệnh cần phải thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người trên, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, làm việc gì cũng nên giữ tinh thần dĩ hòa vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng, ngang ngược. Những người còn độc thân có thể đón nhận được nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm, tuy nhiên cần phải biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Xét về thiên can, Đinh âm hỏa gặp ất âm mộc nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi Đinh Mão cần phải hết sức cẩn thận và thận trọng trong mọi công việc. Một chút sơ suất là có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần phải chú ý có tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc của mình cũng như gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tử vi tháng này cho thấy cơ hội phát triển sự nghiệp của gia chủ có dấu hiệu tăng lên. Bạn được giao nhiều trọng trách trong tập thể, được làm công việc yêu thích đúng sở trường, nhờ vậy mà đường tiến thân cũng rộng mở. Lại thêm sự công nhận của cấp trên và tương trợ kịp thời trong những phút khó khăn của quý nhân sẽ giúp chặng đường phía trước của bạn nhẹ nhàng hơn trong năm nay. Ngày chạm tay tới mục tiêu của bạn không còn xa. Tuy nhiên, không nên dựa dẫm quá nhiều vào vận may hay sự giúp đỡ của người khác. Chỉ có tự thân cố gắng thì mới giành lấy cơ hội, thì thực sự điều đó sẽ thuộc về bạn. Nếu không, dù có giải quyết được hết nhiệm vụ trong tay, thì cũng khó tạo ra được sự đột phá so với đồng nghiệp bên cạnh. Thêm nữa, cơ hội nhiều hơn đồng nghĩa với thách thức và áp lực cũng không nhỏ. Bạn nên chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với mọi điều có thể xảy ra. Những lúc mông lung, đừng ngại ngần hỏi xin ý kiến đóng góp từ người khác. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Đinh Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy.
Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tài vận trong tháng ở mức bình ổn, có dấu hiệu tăng tiến nhẹ, thu nhập chủ yếu vẫn đến từ công việc chính. Tuy có một số cơ hội đầu tư quý nhân mang tới, nhưng lợi nhuận tính về lâu dài nên dù hiện tại chưa thu hoạch được như mong muốn, bạn cũng chớ nên nản lòng quá sớm. Hãy cứ chờ đợi thêm rồi bạn sẽ thu về thành quả xứng đáng. Ngoài ra, bạn cũng có thể chủ động tìm kiếm một số công việc tay trái hay làm thêm lúc rảnh để tăng thu nhập. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ đều có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tháng này gia chủ không gặp nguy hại lớn nào về sức khỏe, dù có thì cũng chỉ là bệnh vặt theo mùa, sẽ được chữa trị kịp thời. Tất nhiên bạn cũng cần phải chú ý rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên để tăng cường sức khỏe. Những người làm văn phòng, do tính chất công việc ngồi nhiều nên có dấu hiệu ê mỏi cơ, đau vai gáy, cần thường xuyên vận động nhẹ và tập các môn thể thao như yoga, đi bộ, chạy bộ để gân cốt linh hoạt. Những quý vị gia chủ tuổi Đinh Mão chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình, bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếc việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù có cố gắng hết mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những ngày tháng lao động vất vả. Các quý vị gia chủ tuổi Đinh Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, dù không được đào hoa chiếu mệnh nhưng đường tình duyên của gia chủ vẫn đang tiến triển hết sức bình ổn, hạnh phúc được đảm bảo. Nữ mệnh vẫn đang trên hành trình tìm kiếm nửa kia, cho mình sẽ có nhiều cơ hội tình cảm hơn khi mà mối quan hệ được mở rộng, làm quen hoặc giới thiệu với nhiều người tiềm năng. Đây là lúc bạn cần chủ động và mạnh dạn theo đuổi hạnh phúc hơn nếu cảm thấy có thiện cảm với ai đó. Còn nếu vẫn giữ thái độ bị động thì sẽ rất khó thay đổi hiện trạng. Nam mệnh cũng cần phải chủ động và chứng tỏ thành ý của mình nhiều hơn, cơ hội sẵn có. Nếu như không biết nắm bắt thì cuối cùng cũng chỉ biết trách chính bạn, chứ không thể là đổ lỗi cho số phận. Những người đã có gia đình biết cách vun vén hạnh phúc, vợ chồng đồng lòng cùng chăm lo và nuôi dạy con cái. Không khí gia đình đầm ấm, hòa hợp, đôi lúc có xảy ra khúc mắc thì cũng nhanh chóng được giải hòa, nhờ vào sự sẻ chia và bao dung của cả hai. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Tỵ, lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuổi Tý. Đối với những người tuổi Đinh Mão, trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 4 năm 2022, tức ngày 8 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 4 năm 2022, tức ngày 20 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Mão trong tháng 4 âm lịch năm 2022, năm Nhâm Dần. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 4 năm 2022, tức ngày 9 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 4 năm 2022, tức ngày 21 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất và có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống để trông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy gia cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì trong tháng 4 âm lịch, và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.